Chào các bạn nhá. Video này mình sẽ quay cho các bạn cái sự kiện ngày Family Day ở phân khu San Ho. Đã lâu, hình như là tầm độ khoảng hơn một tháng mình không vào với công viên Royal Way Park. Thì đến đây thì bây giờ nó là một sự chắc là cũng lại đẹp ngỡ ngàng. Đấy, nhiều những điều mà trước đây thì vấn đề cái ngỡ ngàng là chúng ta sẽ nhìn thấy cái mái nhà ấy kìa. Đấy, gần như là hoàn thiện hết, đúng không? Làm hết rồi mái. Và chúng ta cũng đã sẽ tại sao chủ đầu tư làm cái sự kiện này để là như là một sự lời tri ân cho các cái cư dân đã lựa chọn phân khu. Đấy, về cơ bản thì nhìn các cái màu của cái nhà này, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ được bàn giao trong các cái thư mời đâu đó ở cái San Ho 13 thì chủ đầu tư đã bàn giao rồi cái dãy song lập đấy. Còn đây thì sẽ từ cái dãy tầm độ khoảng San Ho 9 đến San Ho 22, chúng ta nhìn này, cái mái của chúng ta đã xong hết rồi. Ở đây là cây cầu này thì cũng vẫn là những cây cầu quen thuộc, ngày trước mình cũng đã nhiều lần ở đây và có những video chia sẻ. Hôm nay thì thời tiết hơi lạnh một tí. Đây là đỉnh núi Hoàng Gia, chúng ta nhìn thấy cái màu nước cũng rất là xanh sạch đẹp, đúng không? Hôm nay thì chủ tư cũng không vận hành cái bể tạo sóng này mà cũng vận hành chắc cũng không ai xuống tắm. Cái đỉnh núi Hoàng Gia thì vẫn chắc là vẫn 30m thôi các cụ ạ. Đấy. Chắc đợi tối nữa thì sẽ có những cái ánh đèn lung linh sắc màu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong này, xem cái sự kiện camping này nó như thế nào. Mình có đăng ký một cái lều trại rồi. Đấy. Đăng ký một lều trại rồi. Ở đây thì có một cái sân khấu rất là có lẽ là rộng rãi và tuyệt đẹp hơn ở bên Trà Là. Trà Là thì ba phân khu, ba công viên ra riêng nhưng mà lễ hội sắc màu. Còn ở đây thì chúng ta tập trung ở cái công viên cát này, hơn 10.000 mét vuông. Và cũng nơi đây cũng diễn ra những cái tổ chức cái sự kiện như là vinh danh 2.000 sale hay là những cái sự kiện trong 2 tháng mà dành cho quý cư dân trải nghiệm ấy. Đấy, cứ Green Win là được đăng ký. Ví dụ như là Ocean Park 1, Riverside cũng được đăng ký. Đấy, thì đợt đấy mình cũng ở đây rất là nhiều. Thế bây giờ không khí thì bây giờ cũng là mùa đông rồi. Cũng hơi lạnh nhưng mà chắc là những cái điều mà chủ đầu tư làm thì cũng sẽ ấm lên cho cư dân. Ở tại cái phân khu này thì sẽ có diện tích là 33,68 hecta và 2.168 căn biệt thự thấp tầng, số rất là đẹp, đúng không? Và như vậy thì trong cũng thông tin là có 202 căn liền kề, căn hoàn thiện và các cái dãy cái vị trí rất là đắc địa. Chúng ta sẽ vào đây xem cái sân khấu mà chủ đầu tư tổ chức cho cư dân. Chúng ta sẽ là một cái sân khấu rất là đẹp, đúng không? Mình nhìn này. Đấy, với các cái quanh đây thì cát rất là đẹp. Đây, bạn nhìn thấy nhá. Chúng ta sẽ nhìn thấy rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. San hô vị trí của trái tim của dự án có công viên này, rộng 18 hecta với cái hồ tạo sóng là lập sóng đánh cao 3m, diện tích rộng là 5,4 lớn nhất thế giới. Còn hồ Laguna thì là rộng 9,3 hecta lớn nhất châu Á. Và mình nhìn nhận thì cái sự tổ chức cho cư dân với những cái tri ân như này cũng rất là ấn tượng và đẹp. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ ra cái khu vực này, khu vực check in này. Đây là những cái lều trại rất là đẹp, đúng không? Đấy. Rồi, mình sẽ đăng ký một cái lều, tí nữa mình sẽ ra cho các bạn. Đây, xem các bạn xem. Nhưng mà được một cái không khí và cái trải nghiệm mình thấy rất là sau này với thời tiết thuận lợi và các cái đặc thù của phân khu San Ho sẽ đem lại cho cư dân những trải nghiệm tuyệt vời. Chắc chắn là nền kinh tế du lịch sẽ triển khai ở đây, đúng không? Với đại đô thị là siêu quần thể là 1.200 hecta. Những cái cát này đây, bãi cát cũng đã từng ghi ấn nhiều cái sự kiện, đặc biệt sự kiện là cái sự kiện vinh danh 2.000 sale sau khoảng 3 tháng mở bán ở Sườn Bắc 1. Chúng ta cũng sẽ thấy những điều kỳ tích là 28 tháng 4 mở bán và bàn giao như vậy là Trà Là là ngày mùng 9 tháng 5. Đấy, bàn giao căn mùng 5 tháng 9 bàn giao căn Sô Hào Trà Là năm 19. Đấy.
Đây bạn nhìn đây, thế thì ở đây mình nghĩ muốn dùng cho các từ các bạn là khi có một cái không gian thì chủ đầu tư sẽ tổ chức các cái lễ hội rất là tuyệt vời. Ở đâu đó chúng ta sẽ nhìn thấy là ở đây và bên sang Ocean Park 3 nó sẽ có nhìn thấy cái phân khúc thứ hai. Phân khúc ở trong Kiên Giang thì có 1099 hecta, còn ở đây thì là 1200 hecta cơ. Đây chúng ta sẽ đi qua đây một tí, chúng ta ngắm cái phân khu mà chúng ta sẽ được bàn giao. Cái lều trại đây thì mình đăng ký rồi. Lều của mình là lều số 4, đến sớm lắm. Có cỗ lại đến sớm. Đây, chúng ta sẽ trải nghiệm ở đây xem nào. Thôi chạy thì hình như đến 21 giờ thôi, con ở lại các cụ nhá. Đấy, kéo ra như này. Đấy. Ui, lều hay phết đấy. Ui, lều này chiều lắm. Lều này lấy đồ ăn vào đây thôi rồi. Thời tiết lạnh như thế thì cũng rất là đẹp, đúng không? Chúng nữa mình sẽ vào mình quay. Và thôi, lều như thế thôi. Chủ yếu là chúng ta ngắm về cái tiện ích và chúng ta nhìn đến cái cơ hội đầu tư. Ở đây có 3 cây cầu. Cầu này rất là đẹp. Mỗi một cây cầu sẽ một chủ đề khác nhau. Buổi tối sẽ ánh điện lên. Đấy. Em vào đây có những cái chỗ này thì ở Ocean Park 1 cũng có những cái lều này. Đấy, ngồi rất là hay đúng không? Các bạn nào mà nằm ở những cái vị trí kia, mua được những cái căn kia ấy thì VIP của VIP rồi. Đấy, gọi điện là các bạn chắc cũng không bán đúng không? Nhà giàu đầu tư nó khác. Đấy, ok. À, bây giờ chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Những cái căn cái kia, cái đỏ kia là san hô 4. Đấy, trục đấy là màu đỏ là shop house hết. Đấy. Thì mình cũng đã có quay một căn ở đấy, căn góc mà nhìn sang đại lộ Kinh Đô ánh sáng ấy. Đấy, còn ở đây thì chúng ta nhìn ở cái khía cạnh là trong công viên. Đấy, bạn sẽ thấy là những điều rất là đẹp đúng không? Đấy, và mình thích nhất là ở đây nó chắc là Cha La cũng có vẻ đẹp của Cha La. Cha La cũng có những điều tiện ích của Cha La. Đây là cái phân khu thứ hai chủ đầu tư đem đến những cái trải nghiệm cho cư dân, đặc biệt là những lời tri ân khi mà các bạn chuẩn bị nhận nhà. Thì chúng ta rất nhiều người cũng có thể ở xa chưa lên được dự án, chưa lên đến ngày này mới lên, thì trong một cái khung cảnh thời gian có thể là bị hạn hẹp. Thế nhưng mà đấy, mình qua video thì mình muốn chia sẻ cho các bạn cái tiện ích. Nhìn thấy đây, cái hạ tầng công viên càng ngày nó càng đẹp lên. Đương nhiên là 10.000 thì chắc là vẫn 10.000 mét vuông thôi. Đấy, và các cái tiện ích, vấn đề là các cái tiện ích. Và sau này là một cái đơn vị vận hành, các bạn chú ý như vậy nhé. Với Vin thì các đơn vị vận hành đem lên một đô thị sống, ai cũng muốn về ở, đấy là những điều. Đấy, thế còn đây, chúng ta sẽ đi một vòng như vậy. Thì mình đánh giá là khách của mình cũng đã nhận được thư và đóng tiền, chỉ chuẩn bị cái thời gian nhận bàn giao thôi. Thế còn với những căn thô thì các bạn có thể là chuẩn bị thiết kế trước Tết, về trước Tết hoặc sau Tết. Còn căn hoàn thiện thì sẽ là bàn giao theo trong hợp đồng là quý 1 năm 2023. Đấy, như này, đẹp, rất là đẹp. Xuống đến đây, mua đến đây thì thấy là các cái quyết định của mình. Nếu như các bạn mua mà cũng giá trị mà nó cung cầu không cao thì mình đánh giá là san hô cũng là điều tuyệt vời. Đấy, tuyệt vời thì đương nhiên là tuyệt vời, đâu cũng tuyệt vời cả. Vì với Vin thì mình cứ thích mỗi ngày thêm được 1 mét vuông. Đấy, thế còn những cái trải nghiệm này thì mình nghĩ rằng là sau này chủ đầu tư sẽ đem đến cho các bạn những cái trải nghiệm trong cái ngày lễ hội. Và nhất là nếu như có một cái buổi hôm nay nhá, là mùng 4 này, 8 này, 11, 18 và 25. Đấy, thì các bạn nhớ đăng ký. Trong đấy thì mình cũng có event hướng dẫn rồi. Nếu mà các bạn chưa nhận được vé thì các bạn có thể là gọi hotline. Đấy, thì hoặc là check mục spam thì là sẽ nhận được thôi. Đấy, khách của mình hôm nay cũng như vậy. Và đây, toàn người xinh trên sân khấu. Mình thấy là trong cái tiệc tri ân này cũng rất là đầm cúng, đầm ấm cúng. Và điều quan trọng nhất là chúng ta nhìn thấy những ngôi nhà của chúng ta hiện hữu lên rất là đẹp. Đó, đấy là điều vui nhất. Chỉ còn ít phút nữa thôi là chương trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.